Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi giới thiệu với quý vị và các bạn công cụ ở trong Photoshop để đổi màu cho một cái tấm ảnh. Và công cụ này nó tên là Photo Filter. Thì khi mình nghiên cứu cái phần mềm Photoshop thì tôi muốn cho quý vị và các bạn công cụ, bất cứ công cụ nào ở trên Photoshop mình cũng biết hết. Để về sau này mình dễ thuận tiện ứng dụng cho một tấm ảnh. Công cụ photo filter nó có thể đổi màu cho một tấm ảnh mà đem lại một cái sắc thái mới cho một tấm ảnh. Và tôi xin bắt đầu. Thì như mọi khi tôi cũng mở phần mềm Photoshop lên, mình vào file open, mình mở ảnh cần đổi màu. Vậy ha. À, ngày hôm nay tôi xin giới thiệu là đổi một tấm ảnh là có nhân vật, mình chỉ đổi màu của nhân vật thôi. Và tôi xin giới thiệu đổi màu của một tấm ảnh có phong cảnh, và tôi chọn hai cái ảnh này. Đầu tiên mình sẽ dùng photo filter để mình đổi màu của tấm ảnh này. Thì quý vị, chỗ tôi xoay con chuột ở đây, quý vị kích chuột vào, chọn cho tôi photo filter. Thì khi photo filter mà xuất hiện, quý vị thấy nó có một cái bảng như vậy. Ở đây có một cái ô màu, cái thanh density này là nó sẽ tăng, cái mình giảm về đây là nó không còn màu ở trên ảnh nữa, nó không có đổi màu trên ảnh. Mình tăng lên đây hết cỡ thì quý vị thấy cái ảnh nó đã được đổi ra màu cam này, rất là đẹp rồi đúng không ạ? Và quý vị cũng có thể thích đổi ra màu gì á, thì quý vị sẽ kích chuột vào trong này và quý vị sẽ đổi ra. Nó sẽ tự động blend màu vào trong này cho mình mà nó không bị mất. Giờ quý vị thích cái ảnh là màu màu nóng thì mình sẽ đổi nó ra màu nóng, sau đó mình tăng giảm cái thanh density này cho nó vừa ý mình. Ví dụ tôi đổi ra màu đỏ. Ok. Bây giờ tôi sẽ từ từ giảm nó về đây hết cỡ cho nó trở về cái ảnh bình thường. Và sau đó thì mình tăng lên từ từ đến khi nào mình cảm thấy cái sắc của nó vừa ý mình thì mình thả chuột ra. Thì công cụ photo filter này nó có tính năng đổi màu của một tấm ảnh rất hay. Và sau đó thì mình chỉ cần save lại với ha. Bây giờ tôi cũng dùng photo filter và tôi sẽ đổi màu ảnh của người người mẫu này thôi. Ở trong tấm ảnh này. Tấm ảnh này tôi chụp ở bên Hồ Xuân Hương. Ở dưới này là cái lề của Hồ Xuân Hương đó. Trên này là tháp chuông trường Hùng Vương, trường ngày xưa. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổi màu của nhân vật. Thì tôi có một cái giải pháp như sau. Nếu mà mình cứ để tự nhiên cái tấm ảnh như vậy, mình dùng photo filter rồi mình đổi màu của nhân vật thì vô tình, ví dụ như màu cam này thì nó sẽ ám đều vào hết tất cả các cái ảnh, và lúc đó thì cái màu da của nhân vật thì mình như ý rồi, nhưng mà cái màu cảnh ở xung quanh đó thì nó lại bị đổi hết và mình xử lý rất là mệt. Bởi vậy nên tôi có một cái giải pháp như sau. Đầu tiên thì tôi di chuyển tấm ảnh vào giữa này cho mình dễ nhìn ha, quý vị ha. Đầu tiên thì từ ở trên bàn phím, quý vị bấm cho tôi lệnh cần chôn Z để nhân đôi cái lớp ảnh này lên thành một lớp layer 1. Và sau đó quý vị sẽ tắt con mắt ở dưới lớp background. Quý vị ha, mình tắt con mắt này đi để mình dễ tiện theo dõi. Tiếp tục quý vị kích chuột bên phải vào cái lớp layer 1 đây ạ. Quý vị chọn cho tôi Blending Option nằm ở trên cùng. Thì có một cái bảng như vậy xuất hiện này quý vị.
thì quý vị sẽ ở đây nó có hai cái thanh mà nó chuyển từ màu trắng xuống màu đen đây quý vị ha. Đó, nó chuyển từ đen qua trắng đó. Vậy cái thanh dưới này mình để yên, mình không có sử dụng đến. Quý vị sẽ kéo cái thanh trên này xuống đây. Nếu quý vị muốn lấy màu da của nhân vật không á, thì mình sẽ kéo ngược cái thanh này từ dưới này lên đây để ở cái tác dụng của cái thanh này nó rất là hay đó quý vị thấy. Nhưng mà tôi ở đây á, thì tôi trình bày với quý vị là mình sẽ kéo ngược ở trên này xuống, mình sẽ loại bỏ cái màu sáng ở trên tấm ảnh. Bây giờ tôi tiến hành kéo cái thanh này ngược xuống, quý vị thấy màu sáng từ từ mất đúng không ạ? Khi nào quý vị nhìn thấy làn da của nhân vật đã biến mất ở trên tấm ảnh rồi thì mình ngừng chuột lại. Nhưng mà ở đây á, thì nó có một cái mình phải xử lý. Quý vị thấy cái đường nét này nó có nét không ạ? Nó quá nét đúng không ạ? Thì lúc mà mình đổi màu nó sẽ bị những cái gờ màu ở trên cái tấm ảnh nó rất là xấu. Thì từ ở trên bàn phím, quý vị giữ cho tôi phím Alt+ Alt đó ạ. Xong quý vị sẽ kích chuột vào một nửa ở bên cái chỗ tôi xoay con chuột đây, kích vào một nửa thôi nghe quý vị đó, mình kích vào đó tự động cái này bây giờ nó được tách ra rồi. Quý vị kéo ngược trả nó về, hồi nãy là mình kéo lên, bây giờ quý vị kéo ngược về thì quý vị thấy bây giờ các cái đường G ở đây nó biến mất rồi đúng không ạ? Đây ạ, nó đang rất là nét. Vậy mình kéo ngược lại đây thì những cái G mà nó tạo ra cái độ mà xấu cho bức ảnh nó bị biến mất ở trên này đúng không ạ? Đó thì quý vị nhớ cho tôi động tác này, và sau khi mình thấy đã hài lòng với lại cái động tác vừa rồi của mình rồi, quý vị bấm cho tôi nút OK. Bây giờ mình lại mở con mắt của lớp background ra. Đây ha, là mình vừa rồi mình tách được cái làn da của nhân vật ra khỏi chỗ này rồi. Bây giờ mình chọn cái lớp background ở dưới này. Và từ cái chỗ mà tôi xoay con chuột ở đây. Đó, thì quý vị cũng kích vô chọn cho tôi photo filter. Ví dụ bây giờ tôi muốn đổi màu da của nhân vật ra màu hồng ha quý vị ha, thì tôi sẽ chọn màu magenta quý vị ha, mình đổi ra màu lạc ở đây. OK. Rồi quý vị sẽ kéo cái thanh này lên. Quý vị thấy da của nhân vật, quý vị đừng để ý xung quanh ạ, à. Mình chỉ kéo mình chú ý đến da của nhân vật thôi. Và khi mà quý vị nhìn thấy da của nhân vật OK rồi, rất là hồng hào, rất là đẹp rồi đó, thì mình sẽ ngưng chuột lại. Ví dụ quý vị muốn đổi cho nhân vật ra da màu đỏ thì ở tại cái bảng này quý vị sẽ chọn cho tôi màu đỏ. OK. Thì quý vị thấy toàn bộ da của người mẫu đã được đổi ra màu đỏ. Mình đổi ra màu lạnh hay là màu gì đó, tại vì cái photo filter này nó ám màu vô rất là nhẹ. Thì ngày hôm nay là tôi trình bày với quý vị là mình đổi da của người mẫu ra màu hồng. Bởi thế cho nên tôi chọn màu magenta. OK. Rồi sau khi tôi đã đổi được màu da của nhân vật ra được màu hồng rồi, thì bây giờ mình phải xử lý cái vùng ở xung quanh quý vị ha. Đây, xử lý các cái vùng ở xung quanh đó, giống như nền đất nó cũng bị ám màu hồng. Nhưng mà nó rất là nhẹ, nếu mình không có cái động tác xử lý ở trong blending option đó, thì sau khi mình đổi màu da của nhân vật thì mình sẽ xử lý rất nhiều ở trên này. Bởi vậy cho nên là phải dùng đến blending option. Bây giờ từ cái lớp mắt màu trắng này, quý vị chọn cho tôi ở đây, nó có lớp mắt màu trắng, bên này mình cũng set cái brush tool và màu đen ha.
mình cho cọ lớn, opacity là 100%, quý vị đi ở trên cái viền này trước để mình lấy lại. Sau rồi sau đó thì mình sẽ đi vào cái chi tiết sát ở bên cạnh người mẫu. Đó, tôi đã hoàn toàn lấy được cái màu sắc lại rồi. Bây giờ mình sẽ giảm cái brush tool cái này xuống một chút xíu, tôi sẽ đi sát vào người mẫu để mình lấy lại những cái chi tiết mà cỏ hay là đường ở xung quanh người mẫu mà bị ám màu hồng. Sau khi đã thành công thì quý vị sẽ mệt hết ba cái lớp này lại. Và để so sánh tấm ảnh này với lại cái tấm ảnh mà lúc mình chưa đổi màu thì quý vị sẽ bấm cho tôi lệnh Ctrl A. Sau đó quý vị bấm lệnh Ctrl C. Ở trên cái thanh mà thanh điều khiển ở đây, quý vị sẽ kích chuột vào đó và kéo lên hết cỡ. Mình chọn cái ảnh ở trên cùng là mình chưa làm gì, đúng không ạ? Rồi bây giờ quý vị bấm cho tôi lệnh Ctrl V. Rất nhanh đúng không ạ? Mình chỉ sử dụng Blending Option và Photo Filter thì quý vị đã đổi được màu da, màu của người mẫu qua một cái màu mà quý vị yêu thích. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu cái công cụ Photo Filter và Blending Option ở trong Photoshop. Video của tôi dừng lại ở đây và kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công ở trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.